trần nhật phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin hoa kỳ tin quốc tế và tin việt nam ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là Hoa Kỳ kêu gọi các đồng minh là phải hỗ trợ mạnh và xây dựng một cái hệ thống xe tăng cho phía của Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là Lloyd Austin đã thúc giục các đồng minh vào ngày thứ Sáu là sẽ hỗ trợ mạnh mẽ hơn và sâu đậm hơn cho Ukraine trong cuộc gặp gỡ với hàng chục các bộ trưởng quốc phòng của những quốc gia khác tại căn cứ không quân ở tại nước Đức và gia tăng áp lực với Berlin là Đức là phải cung cấp các xe tăng cho Kiev. Các bộ trưởng quốc phòng của NATO và một số quốc gia khác gồm 50 quốc gia đã gặp gỡ ở tại cái căn cứ có tên là Ramstein Airspace, ở tại tức là căn cứ không quân của Hoa Kỳ ở tại Đức trong hàng loạt các cuộc gặp gỡ và hộ, cam kết hỗ trợ cho phía của Ukraine sau 11 tháng Nga xâm lăng Ukraine và Nga đang tái cấu cấu trúc lại cái hệ thống quân sự của họ cũng như là thuê mướn thêm người và sẽ tái cấu trúc lại cái các cái khí tài của họ đó là lời phát biểu của ông Austin đã đưa ra và đây không phải là giai đoạn mà chậm lại mà nó là giai đoạn cần phải hỗ trợ sâu hơn người dân Ukraine đang quan sát chúng ta ông đã nói với lại cuộc bà hội nghị này trong đó thì phía Hoa Kỳ đang thuyết phục đúc Đức là cung cấp các cái hệ thống xe tăng cho phía của Ukraine Hoa Kỳ đã loan báo thêm 2.5 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ quân sự cho Ukraine vào ngày thứ Năm. Và ngân sách này bao gồm luôn các xe thiết giáp và các loại đạn dược. Và trong đó, họ yêu vào cầu phía Đức là hỗ trợ cái loại xe tăng gọi Leopard để cho Ukraine có thể thực hiện các cái cuộc chống trả lại việc tấn công của Nga Đức đã trở thành một trong những cái quốc gia được xem là hỗ trợ khá mạnh cho phía của Ukraine. Tuy nhiên, thì họ vẫn tiếp tục có cái mối quan hệ với Nga và giờ đây thì chưa biết là Đức có đồng ý là sẽ hỗ trợ loại xe tăng Leopard cho phía của Ukraine hay không. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, công ty Google cho sa thải 12.000 nhân viên. Đó là một trong những cái chính sách mới nhất của công ty Google. Google cho biết là sẽ sa thải 12.000 nhân viên và được xem là công ty mới nhất về kỹ thuật đã có việc giảm đi tất cả tình trạng chi phí của nhân viên sau tình trạng phục hồi của đại dịch Công ty này có trụ sở đặt tại Silicon Valley và tổng giám đốc là Suda Pichai đã chia sẻ cái tin tức này vào ngày thứ sáu trong một cái email gửi ra cho các nhân viên đồng thời cũng sẽ cho thấy rằng là nhân viên các nhân viên phải chuẩn bị tinh thần. Ông ta cho biết công ty cần phải thuê mướn thêm một số những lĩnh vực. Tuy nhiên trong vòng 2 năm qua thì nền kinh tế khó khăn mà chúng ta phải đối diện ngày hôm nay. Do đó thì việc này là việc không thể tránh khỏi. Đó là lời phát biểu của ông Pichai đã đưa ra trong email gửi cho tất cả các nhân viên của công ty Google. Cũng một lượt trong ngày hôm nay, các cuộc biểu tình của những người ủng hộ cho sự sống đã diễn ra tại Washington DC. Hàng ngàn người phản đối tình trạng phá, thai đã tụ tập tại Washington vào ngày thứ sáu trong cái đánh dấu năm thứ 50 của cái chương trình gọi là March for Life tức là ủng hộ sự sống một cái phong trào mới được tổ chức trong vài thập niên qua để ủng hộ cho việc lật đổ cái phán quyết Roe v. Wade mà đã từng bị phía của dân chủ phản đối trong cái gọi là tụ tập thì trước đó thì phía của tối cao pháp viện đã gần như là xóa bỏ cái phán quyết Roe v. Wade năm 1973 và ngay sau đó thì lãnh đạo của phong trào Mark for hy vọng rằng sẽ ủng hộ mạnh mẽ cho sự sống của các thai nhi và giới hạn vấn đề phá thai. Đây là giây phút mà chúng ta chấm dứt tất cả những cái chuyện gì đã xảy ra trong vòng 50 năm qua và hiện nay tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái bước tích cực cho kế tiếp một trong những chủ tịch của tổ chức Mark for Life có tên là John masini đã lên tiếng cho biết như trên. Chúng ta sẽ làm việc để giảm tình trạng này. Và kể từ khi mà cái phán quyết này đã, cái phán quyết Roe v. Wade đã bị hủy bỏ năm một, vào tháng 6 năm 2022, 12 tiểu bang đã ban lệnh cấm đối với tình trạng phá thai hoặc là giới hạn tình trạng phá thai, ít nhất là một số tiểu bang gọi là truyền thống của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì tổ chức Mark for Life dự tính là sẽ đưa ra sáng kiến, sẽ có những cái cuộc tụ tập và biểu tình ở trên nhiều tiểu bang khác nhau ngoại trừ Washington DC. Trong đó thì họ nói rằng họ sẽ tổ chức tất cả những cuộc biểu tình bao gồm ở Arizona, Virginia, California, Connecticut và bà Massini cho biết rằng họ hy vọng rằng sẽ đạt được 50 tiểu bang trong vòng 10 năm tới. Đây được xem là một hoạt động hạnh, mạnh mẽ ủng hộ cho quyền sống của con người. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. <laughs> và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cố vấn tòa bạch ốc nói không trong việc mà cắt giảm ngân sách, tuy nhiên lại nói yes trong việc mà bắt đầu có những cái cứng rắn hơn về việc thảo luận các cái hoạt động của cơ quan IRS tức là sở thuế Hoa Kỳ. Một cố vấn của tòa bạch ốc đã nói không với tình trạng mà cắt giảm các cái chi tiêu trong tương lai, tuy nhiên ông ta lại đồng ý là sẽ có những cái hành động cứng rắn hơn với lại các cái nhân viên của sở thuế à, trong ngày 18 tây thì Chair Boston một thành viên của hội đồng của đặc trách về kinh tế và cố vấn của Tòa Bạch Ốc, nói với đài MSNBC rằng chính quyền của Joe Biden không nghĩ rằng đây là thời điểm tốt để quốc hội có thể thảo luận về tình trạng cắt giảm các chi phí của chính quyền địa bang để giảm đi nợ công quốc gia trong năm trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông nói rằng Tòa Bạch Ốc sẵn sàng nói chuyện về việc mà gia tăng thêm cái nguồn lợi mà những người thiếu thuế và trong đó bao gồm luôn việc mà các cái nhân viên của IAS sẽ bắt chắc chắn rằng những những người dân trả thuế đầy đủ và trong đó đặc biệt là ít nhất 1% trả những cái thuế mà họ đã thiếu. Đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố của nhân vật tòa bạch ốc đã đưa ra. Trong khi đó thì phía đa số Đảng Cộng hòa ở tại Hạ viện cam kết rằng họ chuẩn bị để buộc chính quyền của Joe Biden và Đảng Dân chủ sẽ chấp thuận cái ngân sách thấp hơn thay vì cao hơn như như trước đây và một số thành viên của Đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ ngăn chặn tình trạng tiêu xài hoang phí của chính quyền Joe Biden và giảm đi tình trạng nợ công quốc gia cũng như thâm hụt thục ngân sách đây được xem là một trong những cuộc đối đầu mạnh mẽ của chính quyền Joe Biden với lại đa số đảng hòa tại hạ viện đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay nhiều người dân New York đã chuyển đến sinh sống tại Florida với con số được xem là kỷ lục lại có thêm nhiều người từ New York chuyển tới Florida sinh sống trong năm 2022, được xem là cao nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Theo tường trình của tờ New York Post cho biết, tờ báo này nói rằng cái dữ liệu từ cái cơ quan xa lộ và an toàn xa lộ của Florida và kể cả giám sát tất cả những chiếc xe cho biết 64.577 người New York đã đến Freida sinh sống và đổi cái driver license của họ trong năm nay. Và con số này là bắt đầu trước đó là khoảng 61.728 người đến từ New York và họ chuyển tới Freida trong năm 2021 và tờ báo này nói rằng 39% đã gia tăng nhiều hơn so với năm 2019, tức là trước khi có đại dịch. Và các công dân ở tại Jacksonville và các cơ quan DMV của Freida cho biết rằng là số lượng những người mà đổi bằng lái từ ở New York qua Freida rất là nhiều và họ họ đến gần như là mỗi ngày, tôi lắng nghe những cái lời than phiền từ phía họ và tôi cảm thấy được và thông cảm được, đó là lời phát biểu của một viên chức làm trong cơ quan DMV cho biết như trên. Trong bản báo cáo năm 2022, số lượng người mà chuyển tới Florida là đến từ các thành phố gồm có New York và Chicago. Trong khi đó thì một công ty ở tại Miami và Tampa chỉ ra cho thấy các thành phố mà được xem là có đông đảo người tới mua nhà trong cái Tam cá Nguyệt thứ hai của năm 2022 là là đến từ Miami và Tampa, Tampa và những người này đến từ các thành phố Phoenix, Sacramento và Las Vegas. Theo tường trình của cái cơ quan thống kê của Hoa Kỳ, Tifaida đã trở thành một trong những cái tiểu bang mà có lượng di dân đông nhất từ năm 2020 đến năm 2021 với 220.000 người đã di chuyển tới đây. Texas và Arizona là là được theo tiếp theo. À, trong khi đó thì New York, California, Illinois là ba tiểu bang mà người dân đã rời bỏ nơi đây nhiều nhất. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, dân biểu Gosha tuyên bố là ông cam kết sẽ điều tra về cái cuộc xâm lăng ở tại biên giới sau khi mà ông ngồi vào trong cái quê ghế gọi là ủy ban giám sát một phần trong cái. Uh, Chiến lược của ông Gosa là Paul Gosa thuộc đảng Cộng hòa tại Arizona cho biết là ông sẽ bắt đầu thúc đẩy điều tra về cái chính quyền của Joe Biden trong việc xử lý về cái cơn khủng hoảng tại biên giới. Bất kể nỗ lực của các thành viên của đảng Cộng hòa tìm cách bịt miệng tôi, bịt miệng ông ta và dân biểu Gosa hiện nay đang tìm cách gọi là tái lập lại cái việc buộc chính phủ phải chịu trách nhiệm và đặc biệt là tình trạng chính quyền của Joe Biden đã bỏ mặt vấn đề biên giới và trong đó sẽ điều tra về việc mà ông Joe Biden đã để cho tình trạng xâm lăng ở biên giới diễn ra và đây được xem là một trong những cái ưu tiên hàng đầu của ông. Đó là lời phát biểu của Anthony Fauci, phát ngôn viên của ông Gosa đã nói với báo chí trong ngày 19 tây trong một email và chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ và điều tra tất cả những cái chính sách của Joe Biden. À, ông Fauci cho biết, ông Gosa đồng thời cũng tập trung vào những cái liên hệ của chính quyền Joe Biden với công ty Burisma, một công ty năng lượng của Ukraine. Và việc mà ông Biden đã tìm cách chính trị hóa các cơ quan của chính quyền liên bang, cũng như là à, cái việc mà chính quyền của Joe Biden đã tìm cách áp lực các công ty truyền thông xã hội để kiểm uh, kỳ duyệt tất cả những cái quyền tự do ngôn luận, cũng như là sẽ điều tra về các tập hồ sơ mật được phát hiện trong nhà riêng của ông Joe Biden, ông Gosa và dân biểu mà Jory Green à, đã được bổ nhiệm lại trong các cái quỹ ban mà đảng dân chủ đã đẩy họ ra từ năm ngoái và cho bây giờ thì họ cam kết rằng với cái quyền đa số và chủ tịch của hạ viện là ông Kevin McCarthy cả hai người này đã được à, có mặt lại trong một hàng loạt các quỹ ban và đã lên tiếng à, à, bắt đầu bỏ phiếu cho cái cuộc à, thăm dò và cái, cái quỹ ban bỏ phiếu và trách về à, hạ viện ở ngày 17 tây tháng giêng và cả hai đồng thời cũng sẽ phục vụ trong cái quỹ ban giám sát và được dẫn đầu bởi dân biểu James Comer và quỹ ban này sẽ điều tra tất cả những cái nguồn máy ở tại hạ viện và đây được xem là một trong những cái chính sách mới mà ông Gosa cho biết ông sẽ điều tra toàn diện về phía của Joe Biden đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay mặc dù tòa bạch ốc không có nói rằng nói rằng là họ không biết gì về những người khách đã viếng thăm nhà riêng của ông Joe Biden bởi vì đây là nhà cá nhân của tổng thống. Tuy nhiên thì cơ quan mật vụ cho biết họ có danh sách khách mời đến nhà của ông Joe Biden. Cơ quan mật vụ là nơi được xem là có đầy đủ tất cả những cái record tức là những cái báo cáo về những ai đã viếng thăm nhà riêng của ông Joe Biden ở tại Wilmington, Delaware, nơi mà có tập tài liệu bí mật của quốc gia đã được lưu trữ tại đây. Tờ New York Post cho biết, thì phát ngôn viên của cơ quan mật vụ có tên gọi là Anthony Gulemi trong ngày thứ năm cho biết là cơ quan mật vụ đã có ít nhất là tổng quát và họ đã có những cái uh, tài liệu này cùng với lại các cơ quan công lực và cái uh, cơ quan phòng chống tội hình sự của Hoa Kỳ đều có đầy đủ tất cả những danh sách những cá nhân nào đã tới gặp ông Biden ở tại nhà riêng và trong ngày. Uh, thứ hai thì ông nói rằng cơ quan này là một cơ quan độc lập và họ có cái danh sách khách mời riêng và đây là bởi vì đây là nhà riêng của tổng thống phó tổng thống thời điểm đó do đó họ có trách nhiệm bảo vệ nhà riêng cho phó tổng thống và điều này có nghĩa là họ có đầy đủ danh sách những ai tới nhà riêng của ông Joe Biden lúc ông ta còn là phó tổng thống và theo tường trình của Daniel tham cho biết thì cơ quan mật vụ đã không có cái uh, danh sách gọi là đầy đủ tuy nhiên họ có đầy đủ tất cả những cái uh, cần thiết để mà cung cấp cho phía của quốc hội các thành viên của đảng hòa trong quốc hội đã yêu cầu cung cấp cái danh sách này để biết được những ai đã viếng thăm nhà riêng của ông Joe Biden trong thời gian ông ta làm phó tổng thống và trong thời gian mà cái tập hồ sơ này đã xuất hiện trong nhà của ông ta, dân biểu James Comer, chủ tịch của Ủy ban giám sát cho biết đã đòi hỏi phía tòa Bạch ốc à, chuyển những cái danh sách này. Tuy nhiên, tòa Bạch ốc đã từ chối và nói rằng họ không có danh sách này. Mặc dù tòa Bạch ốc không có, nhưng cơ quan mật vụ có trách nhiệm bảo vệ cho tổng thống và phó tổng thống thì lại có đầy đủ tất cả những danh sách này đây được xem là một trong những cái tiết lộ mới nhất và có thể sẽ mang tới một cái phiền phức cho ông Joe Biden cùng một lượt thì quỹ ban giám sát cho biết họ sẽ điều tra tòa bạch ốc trong cái tập tài liệu của ông Joe Biden đã lưu trữ lại và có khả năng sẽ dẫn tới một cái kết luận để chuyển qua bộ tư pháp Ủy ban giám sát hạ viện đã loan chắc rằng họ sẽ điều tra tới nơi tới chốn những cái tập tài liệu được phát hiện trong nhà riêng của ông Joe Biden và trong một cái văn phòng mà ông ta đã làm việc ở tại Washington DC và sẽ à, chuyển tất cả những cái kết luận này với bộ tư pháp à, cùng một lượt để mà có thể đưa ra một cái à, án truy tố nếu có thể theo tường trình của 3 cho biết thì dân biểu James Comer chủ tịch của ủy ban giám sát đã xác nhận rằng các thành viên của đảng cộng hòa tại hạ viện sẽ nhìn vào tất cả những bản báo cáo của tờ washington post vào ngày thứ tư tờ báo này nói rằng là tòa bạch ốc và bộ tư pháp đã có sự thỏa thuận và trong đó thì những cáo buộc liên quan tới việc mà ông Joe Biden đã không có cái đã giữ cái, cái tập tài liệu này một cách bất hợp pháp và đã trì hoãn trong việc mà công bố cho công chúng và ít nhất đài CBS cũng đã tiếp xúc với tòa bạch ốc trong khi mà phát hiện cái tập tài liệu đầu tiên tại Washington DC trong đó thì và gần như chính quyền của Joe Biden đã giữ bí mật trong cái này và đã báo động ông có nói với hãng thông tấn Bloomberg Peck uh, cho biết và có rất nhiều câu hỏi cần phải được trả lời. Tại sao nó được phát hiện ngày 2 tây tháng 11 mà to mãi tới giờ này nó mới được công bố? Đây là sự thỏa thuận của Bộ Tư pháp và Tòa Bạch Ốc, một hành động được xem là lạm quyền và cấu kết. À, đó là lời phát biểu của ông James Comer Ngoài ra thì dân biểu Jim Jordan, chủ tịch của Ủy ban Tư pháp cho biết cũng đặt câu hỏi về thời gian mà tập tài liệu này được tiết lộ ở bên ngoài à, sau khi mà có một cái à, à, diễn ra sau khi bầu cử và sau khi đảng cộng hòa có lại cái quyền đa số trong hạ viện ít nhất là có 25 tập tài liệu đã được phát hiện ở trong cái à, ba cái khu vực khác nhau ở hai cái ở trong nhà của ông Joe Biden và một cái thì là được phát hiện ở trong cái văn phòng mà ông ta từng cộng tác đây được xem là một trong những cái à, tai tiếng mà ông Joe Biden đang phải đối diện và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay thì tiểu bang men đã trở thành tiểu bang thứ 28 của Hoa Kỳ, ban lệnh cấm cả cái uh, trang app TikTok. Tiểu bang men đã trở thành tiểu bang mới nhất ban lệnh cấm TikTok từ các cái thiết bị của chính quyền tiểu bang và có liên hệ tới cái network của thành phố của tiểu bang. Trang video app này đã được điều hành bởi công ty Biden, vốn là một công ty ở Trung Quốc và có rất uh, nhiều mối quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện nay họ đã cho biết họ đã mua chuyển cái headquarter của họ qua Singapore từ năm 2020 và trên 28 tiểu bang cùng với lại chính quyền liên bang đã ban cấm không cho phép download bất kỳ một cái trang app của TikTok để đau xuống cái, cái thiết bị của chính phủ bao gồm các cái iPhone, các cái cell phone, các cái iPad, các cái tablet hoặc là hệ thống computer và kể cả hệ thống network của Hoa Kỳ. Hiện nay thì à, cái cơ quan đặc trách về kỹ thuật và thông tin kỹ thuật của tiểu bang Maine cho biết họ đã báo cho tất cả các cái chi nhánh của các cơ quan chính quyền tiểu bang là tiktok đã bị ngăn cấm và đe dọa tới cái hạ tầng cơ sở của tiểu bang và cái cơ quan it của men à, giám đốc cơ quan này cho biết là có rất nhiều những cái tiềm năng nguy hiểm an ninh quốc gia à, của tiktok đã gây nguy hại và chính quyền liên bang cũng đang đưa ra những cái dự luật để cấm sử dụng cái trang mạng tiktok này đây được xem là một trong những hành động cứng rắn của phía hoa kỳ đối với công ty tiktok đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, chính quyền của Joe Biden đã gia tăng thêm lệnh giới hạn chip điện tử tới Macau, được xem là một vùng đất của Trung Quốc. Lo ngại về tình trạng mà các cái loại chip điện tử hạng cao cấp và các cái dụng cụ liên quan tới sản xuất chip điện tử có thể chuyển giao cho Bắc Kinh qua Macau. Chính quyền của Joe Biden đã bắt đầu gia tăng cái việc giới hạn xuất cảng qua Macau trong tháng 10 năm 2022 thì chính phủ Hoa Kỳ cho biết là họ đã có một cái đạo luật giới hạn sản xuất các cái dụng cụ hoặc là chip điện tử qua cho Trung Quốc và trong ngày 17 tây tháng 1 chính quyền của Joe Biden đã ban lệnh tương tự như vậy nhắm vào Macau, được xem là một vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc và trong đó thì à, bộ đặc trách về kỹ nghệ và an ninh gọi tắt là BIS của nằm dưới quyền của Bộ Thương mại đã loan báo vào ngày 17 Tây là chính quyền liên bang buộc tất cả những người xuất cản những chip điện tử hoặc là những cái phụ tùng liên quan tới semiconductor và chip điện tử là phải báo cáo đầy đủ cho phía của Bộ Thương mại biết về tình trạng mà nếu như họ có xuất cản qua Macau bởi vì Macau có thể sẽ là cái nơi chuyển tiếp những cái dụng cụ và chip điện tử này vào thị trường nội địa của Trung Quốc đây được xem là một trong những cái chính sách cứng rắn của à, phía hoa kỳ đối với việc mà giám sát chặt chẽ lại việc mà trung quốc đang tiếp cận các kỹ thuật của hoa kỳ cựu à, giới chức của bộ thương mại và là đối tác của cái gọi là alkingum stock à, cho biết rằng là à, đây là một trong những cái hành động được xem giới hạn rất chặt chẽ và trong đó bao gồm luôn cả các cái công ty của hoa kỳ các cái cá nhân của hoa kỳ và những người nắm giữ cái rinca tức là những người có cái quyền định cư vĩnh viễn là phải báo cáo đầy đủ tất cả những hoạt động của họ liên quan tới chip điện tử, semiconductor hay là những cái ngành liên quan, những cái phụ tùng liên quan tới chip điện tử cho Bộ Thương mại biết và họ sẽ giới hạn việc xuất cản qua Macau. Đây được xem là một trong những cái chính sách cứng rắn mà Hoa Kỳ nhắm vào Trung Quốc. Cùng một lượt thì bản tin mới nhất cho biết các tổ chức về nhân quyền đã thúc giục Liên Hợp Quốc là ngăn chặn tình trạng mà vi phạm nhân quyền tại Hồng Kông. Bản tin mới nhất cho biết, Hồng Kông Center for Human Rights, tổ chức uh, nhân quyền của Hồng Kông đã lên tiếng thúc giục Liên Hợp Quốc là ngăn chặn chính quyền của Hồng Kông đang có những vi phạm trầm trọng về nhân quyền. Trong ngày 16 tây thì uh, trung tâm nhân quyền của Hồng Kông đã nộp một bản báo cáo giải thích về tình trạng nhân quyền của Hồng Kông, trong đó đặc biệt là có sự giới hạn và thách thức rất nhiều kể từ khi mà áp dụng đạo luật an ninh quốc gia và họ hy vọng rằng cái quỹ ban về kinh tế xã hội và văn hóa của Liên hiệp quốc sẽ hiểu được những đe dọa khó khăn cho người dân của Hồng Kông đặc biệt là nơi được xem là cái vùng đặc quyền kinh tế có một cái xã hội và văn hóa hoàn toàn khác biệt với Trung Hoa Lục địa. Bản báo cáo này chỉ ra cho thấy rằng là sau khi áp dụng đạo luật an ninh quốc gia lên lãnh thổ Hồng Kông tình trạng bức hại nhân quyền và tình trạng đàn áp nhân quyền đã dậy xảy ra và những vụ xét xử không công bằng đã xảy ra tại Hồng Kông và được xem là Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông đang tìm cách thay đổi cái xương sống pháp lý tức là một cái nguồn cái hệ thống về tư pháp trong đó gần như là xóa bỏ luôn cái nền tư pháp của hồng kông và điều này dẫn tới những cuộc xét xử rất bất công và không những như vậy đạo luật an ninh quốc gia này còn áp dụng tới những trường học và buộc tất cả các sinh viên và các giáo chức trong trường học là phải tuân thủ cái đạo luật này và trong đó họ buộc tất cả các trường đại học và các trường trung học và tiểu học phải giảng dạy cái gọi là chủ nghĩa yêu nước trong đó buộc tất cả các học sinh sinh viên là phải cam kết thề tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản trung quốc Ngoài ra, bản báo cáo này cho biết là Bắc Kinh đã thông qua chính quyền Hồng Kông tìm cách giới hạn rất nhiều quyền tự do báo chí và quyền tự do ngôn luận của người Hồng Kông vốn đã có trước đây. Đây được xem là bản báo cáo khá mạnh và sự lời kêu gọi của Trung tâm Nhân quyền của Hồng Kông nói rằng là tất cả những diễn biến diễn ra tại Hồng Kông kể từ sau năm 2019 và đại dịch năm 2020 tới bây giờ thì chính quyền Hồng Kông đã liên tục có những hành động vi phạm nhân quyền. Đó là một trong những bản báo cáo mới nhất nhắm vào Hồng Kông. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay Đài Loan cho biết họ đã phát hiện ra 31 chiếc máy bay quân sự và 4 chiếc tàu hải quân của Trung Quốc đã vây chặt xung quanh khu vực biển Đài Loan. Bản tin từ Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết thì có 31 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc và 4 chiếc tàu hải quân đã vây chặt Đài Loan từ 6 giờ sáng ngày thứ Năm kéo dài cho tới 6 giờ sáng ngày thứ Sáu. Trong số 31 chiếc này, gồm 12 chiếc đã bắt đầu xâm nhập vùng nhận dạng phòng công của Đài Loan, trong đó gồm có 6 chiếc J-11, 3 chiếc J-16 và 2 chiếc J-10 à, Chengdu, cùng với lại một cái chiếc à, Tron giám sát cơ gọi là BZK-007 à, theo tường trình của bộ quốc phòng Đài Loan cho biết và các chiếc tàu của Đài Loan à, của Trung Quốc cũng đã tiếp cận tới gần cái khu vực lằn tranh đổ của eo biển Đài Loan và phía Đài Loan đã phản ứng bằng cách là gửi các chiến đấu cơ Tàu hải quân, hệ thống phòng không trên mặt đất của họ để quan sát tất cả những hoạt động của Pioli. Trong tháng này, Bắc Kinh đã có 282 chiếc máy bay quân sự và 67 chiếc tàu chiến vây quanh đảo quốc Đài Loan. Đây được xem là một trong những hành động gần như là thay đổi hiện trạng đơn phương từ phía của Bắc Kinh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết, số lượng người đi các chợ hoa rất đông nhưng lại không có ai mua hoa và chờ tới giờ chót để ép giá đối với lại những người bán hoa tết bản tin mới nhất cho biết trên toàn quốc từ quảng ninh cho tới uh, khu vực quảng ngãi và vào tới sài gòn những người đi thăm chợ hoa rất đông có thể nói rằng rất đông và họ đi ngắm chụp hình selfie cũng như là quay video hay là live stream ở trên màn hình nhưng lại không có nhiều người mua hoa và họ chờ tới giờ chót tức là ngày 30, họ sẽ ép giá đối với những người bán hoa khiến cho nhiều người bán hoa đã phải đem những cái chậu hoa kể cả hoa anh đào hoa mai và kể cả hoa cúc họ đâm vào trong thùng rác để tránh tình trạng bị ép giá đây được xem là một ghi nhận mới nhất cho thấy là tình trạng mà xuất hiện cái loại văn hóa mua giờ chót để ép giá những người bán hoa đã xuất hiện trong những năm gần đây đặc biệt là văn hóa này từ ngoài bắc đưa vào trong miền nam và tại chợ hoa nguyễn huệ số lượng người đi khá đông đảo tuy nhiên lại không có nhiều người mua hoa và nếu có mua thì họ ép giá bởi vì đây là ngày những ngày chót mà các cái người trồng hoa hy vọng rằng họ sẽ bán được. Một số nơi đã phải bán gọi là dưới vốn để có thể lấy vốn về. Sau khi mà có những cái tình trạng gọi là ép giá ở ngoài Quảng Ngãi, miền Trung và ở tại Quảng Ninh thì gần như không có người mua hoa. Họ chỉ đi dạo ngắm cảnh, chụp hình, quay phim live phim mà thôi. Riêng tại Sài Gòn thì có một số người mua nhưng lại ép giá đối với những người bán hoa khiến cho những người bán hoa nhiều khi họ phải đem tất cả những chậu hoa đâm vào trong thùng rác để mà tránh tình trạng bị ép giá đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay lại có tình trạng thiếu xăng dầu và khiến cho cái gọi là cục quản lý lên tiếng nhiều cây xăng ở tại miền nam việt nam cho biết họ phải đóng cửa vì không có tình trạng xăng đã bán nhiều cây xăng dọc theo tuyến đường ở khu vực ở tỉnh An Giang và huyện An Phú đã hết xăng khiến cho người dân tại đây lại phải đi sắp hàng lấy can nhựa để mà đổ xăng dự trữ trong cái dịp tết này đây được xem là một trong những cái tình trạng mới nhất cho thấy là tình trạng xăng vẫn còn thiếu hụt và niên nhiên liệu cũng như là năng lượng vẫn còn thiếu hụt tại việt nam tuy nhiên họ đổ thừa cho những nhà thầu chứa xăng là đã cố tình ép xăng lại và không bán ra bên ngoài tuy nhiên thì theo bản tin chưa biết họ nhiều cái đội thanh sát về ngành xăng đã đến rất nhiều những cây xăng ở trên dọc theo các cái tuyến quốc lộ này cho thấy rằng là họ không còn một giọt xăng ở trong bồn và hiện tượng này đang diễn ra và có thể gây ra tình trạng nguy hiểm tức là không có xăng để mà chạy ở các tỉnh miền nam đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay lại có thêm một kẻ vào lò đốt củi của nguyễn phú trọng người này là cựu chủ tịch hội đồng quản trị và là cựu giám đốc của công ty gọi là cnco one đã có liên quan tới những cái cổ phần hóa về cái cơ sở của ông ta bản tin mới nhất cho biết ông này đã lợi dụng các cái quy định và gây ta thất thoát cho cái uh, gọi là tài sản của nhà nước và gây ra uh, lãng phí xảy ra tại cái tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 gọi là công ty cổ phần cenco và nhân vật này đã bị bắt giữ và là một nhân vật mới nhất nằm trong cái guồng máy cai trị uh, đang bị uh, truy tố và những đại gia dựa theo chính sách của Cộng sản để trục lợi trong tất cả những cái dự án. Thì nay đã đi vào lò đốt củi của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông này có tên là ông Lai và ông ta đã bị cáo buộc là đã không giải quyết được cái món nợ 364 tỷ mà phải thu ở 50 công ty. Tuy nhiên thì một họ cho biết rằng là số tiền nợ này là những khoản nợ khó thu hồi và đã vi phạm trầm trọng và gây thiệt hại cho cái gọi là ngân sách nhà nước. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!